ông xã không bỏ bê luôn hả? Không có rớt không. Thì nhắc lại đi thầy quên rồi, bữa trước ta chỗ nào? Con đó, à. Thì con đã nói với thầy là những cái con tập của thầy học 6 tháng rồi con bị bớt, à. Đi làm MRI đó, à, à. Thì mấy cái sụn giữa mấy cái rốt xương đó, à. Nó bị lồi lồi ra, đè cái dây thần kinh thành ra con ngồi cái xương cũng đau. À, như vậy là gì phải cởi cái áo này ra, tôi chỉ cho, cởi cái áo này ra. Khi nào mà bị như vậy đó là phải phải chữa trên cái cục bộ đó trước. Rồi, chị gì ngồi xe lưng này tôi. Ngồi xe lưng. Lên đây, mời sư phụ lên đây. Con hỏi thăm thầy Ngọc, thầy ở đâu? Thầy Ngọc nói thầy lên núi tu rồi. À, đúng rồi. Chứ tôi ở dưới này đâu. Nói thầy rồi, bỏ hai chân qua luôn. Không chữa bệnh đó hả? À. Cứ làm con thất vọng rồi đâu có biết. À. Nên mai tình trời. Nè, ra đây nè. Cái này đó gọi là bây giờ dùng cái thủ pháp này nha. Tức là trường hợp mà bị cứng cái lưng á, bị cứng cái lưng lâu quá đó mà bị ấy gì đó, bây giờ này bóp đây nè. Cứ lấy từ ngang cái chỗ cục u này á ha. Mình tỉnh ngang cho đây là như là D1 nè, hay ngẩng cái cổ ra nó mềm mới dễ bắt nè. Nắm này cái nè, một cái xong rồi á, cắt khoảng như đây nè, trở xuống nắm như này, hai cái đó, đau ha. Rồi buông ha, qua bên này nè, cũng giống vậy mà không nhảy, thấy chưa? Cần biết bên này bệnh đó, thì nắm nè đó, thấy chưa? Hai. Rồi tiếp tục điểm thứ ba là một bên thôi thầy, bên thì mình cứ theo luôn hai bên vậy là để mình lựa coi nó tắt điểm nào, nó tắt điểm nào, thấy không? Không đau, đau thấy chưa? Nó đi kéo nào đi cũng tiếp một còn vị trí giống nhà một yên thôi, sống tiếp không đau, đối xương bên này đau, thấy không? Tiếp thấy không? Đau bên này, đau ngắn cái lưng nè, đó đó ha. Đó. Đó, cái này là vô dán lâm thập bát dưỡng á, quánh 10 chiêu vậy thôi. Đây, quánh này một thử nè. Đào là lấy. Không, không lấy. Kế tiếp không lấy. Thử bên này. Rồi, đó. Quánh chéo vậy thử coi. Nghe không? Cứ mỗi một việc cách nhau đơn giản có một yên thôi. Thì cứ ngắt nhau vậy quắt bắt từ cột sống D1. D thầy nói theo tiếng Tây với Mỹ là chữ T. Nói theo tiếng Tây là đọt xô á. Tức là các cái cột sống lưng nó chạy ra cái hệ thống 12 cái dây, 12 cái đốt lưng nó chạy về nè. Đây nghe chia ngang qua, bắt bên này cái, bên này cái, bên này cái, bên này cái, cứ bắt nhờ. Cứ mỗi một quyệt cách nhau vào khoảng 1 inch. Cứ nắm đại gì giật cái nào trúng là ăn tiền. Nghe là mấy lần thầy, ví dụ như là hãy giật ngày mấy lần về em đi thay. Mỗi lần á, ví dụ như mình thì đi giật một cái vậy thôi. Một cái vậy thôi. Giật cái khúc đầu tiên để biết cái nào đau. Trời lại cái thứ sau là cũng không giật mạnh cũng giật đều vậy mà giật trên cái huyệt đau thôi. Dạ dạ. Ha, lại nè ha. Thầy chỉ bị bệnh cái gì nè? Những cái bệnh mà tất cả những cái bệnh mà nó bị lạnh lưng, bị cứng lưng, bị do nó bị thoái quá cột sống. Đó. Đó. Hai. À, đó, hẹo thấy không? Thấy rõ ràng lạ lắm. À, ở chỗ nào hắn đau là tự nhiên hắn hẹo à. Thấy không? Chứ không có phải là mạnh đâu. Thấy không? Thấy không? Đó, hẹo thấy không? Nó xuống tới nó hẹo. Đó. Đó, thấy không? Đó. Vậy thôi, đơn giản mỗi bên 5 quyệt. Xuống 5 chỗ. Thì xuống 5 chỗ vậy thôi, chỉ quýnh nó hai cái bên cột sống thôi. Rồi xong rồi ngày xây lưng lại tôi chỉ cho. Đó là ông làm cho bà nha. Còn bà tự bà làm cái này. Nắm nè. Dạ. Dạ này. Đau ha. Đau ha. Rồi buông ra. Nhột ra đau. Đau thấy bà đau. Rồi đau ha. Đau mình thử nè. Thử bên đây nè. Thấy chưa? Thấy không? Dạ. Thì như vậy mình biết chắc bên đây nó một cái dây bệnh này nó chằn ngược nó giật. Rồi mình thử nè, bây giờ thằng thứ hai nè. Ủa mà nó út không có hả thầy? Muốn thử muốn út thử tôi cho thử hết. Nè. Biết vậy đó thầy. Nè. Muốn thử cho thử, tại vì kinh nghiệm tôi biết là nó đau cột sống là đau trên cái ngón số 3 này, cái tư này không? Thấy không? Rồi, bây giờ muốn thử nè. Thấy không? Nó không đau. Đó, quý vị trà hai bên đó, đó. Thì quý vị sẽ giải quyết được cái cột sống. Vậy là chốt cột là cái ngón áp út của mình. Ngón út là thuận tam cho kinh mà nó chạy trực tiếp từ trên đầu cổ ghế nó chạy xuống cho tới thăng lưng. Đau lắm thầy ơi. Thì đó. Nó
bình thường nó cũng đau, hằng nhất không có. Thì đó là nó báo hiệu trên cái tam tư kinh mình bị bệnh. Cho nên nguyên cái dùng nó là can du, thận du, tỳ du, phế du, tâm tiêu du, nó đi một dọc đó. Các du huyệt của cái kinh đó nó bị. Rồi gần đây sao cái quả con nó vọng lên là cái nố răng mình nó ê được cái. Nú ê, nú ê trước hay là ê trong? Ê hàm trên hay ê hàm dưới, ê cả hàm? Đỏ 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 rồi cái cổ nó cũng. Không, nhưng mà vị nghe được ấy, phiêu được ấy, là cái nú hàm trên hay nú hàm dưới? Hai hàm trên nhiều hơn. Hàm trên nhiều hơn, hàm trên nhiều hơn đây nè, thì lấy đây nè. Nắm lại về. Đấy, để về không thấy phải không? Để về mới thấy nè. Thầy thấy này giống răng không? Hả? Thì răng ở đây, thì nú ở đâu? Phải nú mới nằm khoảng này chứ gì nữa. Ủa, thầy bia để tìm cái nú. Cái nú mà bị đau là đi kiếm cái nú. Ừ, thì để vậy rồi cái gì? Co lại, co nắng nè. Coi thử cái nú nào bị. Mà anh này không bị gì. Thì bây giờ vô sâu một chút. Coi nó có bị sâu hơn không? Đó. Cái anh này đau lắm. Đó, thì anh này đau quá thì lấy anh này. Bây giờ đấu xứng anh này. Giờ mình lấy vậy đó, nú bị. Đó, giật rồi đó. Thì nó giật rồi đó. Bây giờ thử bên đây đi. Thử bên đây này. Này. Đâu mà dám quýnh thầy luôn. Thử bên đó đi, thử bên đó. Coi còn đau không? Không, tay máy. Tay không, bây giờ cô thử đi. Cô nghe lại nó còn đau nữa không? Sau khi tôi đụng cái thằng bên đây rồi. Không đau nữa phải không? À, thì không đau nữa thì giờ cô thử bên đó. Thì cái cổ nó cũng đau đau chỗ đó thầy. Thì đó, thì cổ nằm đây. Thấy không? Thì đây lưng. Vậy thôi hả thầy? Ừ, đơn giản vậy thôi. Thì ông hét cái lưng con làm đó. Nổi không? Làm sao mà mấy cái sụn nó khuyết vô được thầy? Đừng có bao giờ nghĩ nó không lành. Đừng cứ nghĩ, mình cứ điều khiển nó như vậy, tự động cái não nó tỉnh thức. Thấy không? Người ta nói tu muôn kiếp mà ngộ nhất thời là vậy. Thấy không? Đợi lâu, đừng đợi lâu.